Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Nga sẽ xóa bỏ những thành quả kinh tế mà Nga đạt được trong 15 năm qua và khiến nền kinh tế nước này gặp khó khăn trong những năm tới. Nhà Trắng ngày 6 tháng 4 đã thông báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung lên Nga được thực hiện trong sự phối hợp với G7 và EU. Những biện pháp này bao gồm áp lệnh trừng phạt với nhiều ngân hàng Nga hơn, cấm các khoản đầu tư mới của Mỹ vào Nga, trừng phạt giới tinh hoa Nga và gia đình họ. Danh sách trừng phạt của Mỹ bao gồm các cá nhân như con gái và vợ cũ của Tổng thống Putin cũng như người thân của những quan chức hàng đầu nước Nga. Washington cũng áp lệnh trừng phạt các doanh nghiệp nhà nước Nga nhằm cản trở năng lực trao đổi thương mại và chuyển tiền qua hệ thống tài chính toàn cầu. Danh sách các công ty sẽ được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 7 tháng 4. Nhà Trắng nhận định do các biện pháp trừng phạt này, GDP của Nga sẽ thu hẹp 15% trong năm nay. Chỉ trong một năm qua, các biện pháp trừng phạt của chúng tôi có thể xóa sổ những thành quả kinh tế của Nga trong 15 năm qua chúng tôi đã ngăn chặn Nga nhập khẩu công nghệ và chúng tôi sẽ tiếp tục gây khó khăn cho Nga để nền kinh tế nước này khó có thể phát triển trong những năm tới. Giới chức Mỹ nhận định Nga sẽ gặp cú sốc kinh tế lớn trong năm nay và nước Nga thậm chí có thể rơi khỏi top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù Moscow từng giữ vị trí thứ 11. Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định hiện khó có thể đánh giá được tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây lên Nga. Theo dự báo của Bloomberg, doanh thu dầu mỏ và khí đốt của Nga sẽ tăng thêm hơn 1 phần 3 trong năm nay. Thưa quý vị, trong vài ngày qua, các nước phương Tây đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga vì cuộc chiến tại Ukraine. Phản ứng trước sự việc, Điện Kremlin cảnh báo Moscow không loại trừ khả năng chấm dứt quan hệ ngoại giao với những nước này. Theo người phát ngôn điện Kremlin, làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao gần đây có thể đe dọa đến các mối quan hệ ngoại giao hiện nay. Có một rủi ro tiềm tàng kể từ khi chúng tôi đối mặt với những hành động thù địch đó mỗi ngày, việc trục xuất các nhà ngoại giao là một quyết định có thể dẫn tới đóng cánh cửa ngoại giao. Trước đó ngày 5 tháng 4, Italia, Tây Ban Nha và Đan Mạch đã trục xuất 70 đại diện ngoại giao Nga sau khi Đức và Pháp trục xuất lần lượt 35 và 40 người. Làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao Nga diễn ra sau khi Ukraine cáo buộc quân Nga giết hại dân thường ở thị trấn Bucha, nằm ở ngoại ô Kiev. Moscow phủ nhận điều này và cho rằng Ukraine cùng một số bên ủng hộ ở nước ngoài đang tiến hành chiến dịch tin giả. Ngay cả trước sự kiện Bucha, một số nước phương Tây đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga, hơn 40 nhân viên bộ ngoại giao đã trở về Nga từ Bỉ, Hà Lan và Ireland ngày 29 tháng 3. Dù tuyên bố không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với một số nước, Bộ Ngoại giao Nga ngày 6 tháng 4 khẳng định việc đóng cửa đại sứ quán các nước phương Tây tại Moscow không phải là vấn đề nên đưa ra thảo luận ngay lúc này, bởi Moscow coi ngoại giao là công cụ không thể thay đổi được trong quan hệ quốc tế và có vai trò ngày càng quan trọng trong hoàn cảnh hiện nay. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cũng tái khẳng định nước này sẽ có biện pháp đáp trả các lệnh trục xuất nhân viên ngoại giao Nga của các nước phương Tây theo đúng nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Các Hàn Quốc đã phê duyệt khoản quỹ 29,5 triệu đô la Mỹ cho kế hoạch di rời văn phòng của Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol. Khoản chi từ quỹ dự phòng của chính phủ Hàn Quốc được thông qua trong cuộc họp nội các đột xuất diễn ra ngày 6 tháng 4, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu nhanh chóng phê duyệt ngân sách di rời văn phòng của người kế nhiệm. Chính phủ Hàn Quốc cho biết động thái này nhằm chuyển giao chính phủ xuân sẻ không có khoảng trống an ninh. Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng, Tổng chi phí di rời được ước tính khoảng 40 triệu đô la Mỹ và khoản tiền bổ sung sẽ được thảo luận sau. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chọn khu nhà của Bộ Quốc phòng ở quận trung tâm Yongsan, thủ đô Seoul làm văn phòng mới thay vì nhà xanh như những người tiền nhiệm. Ông Yoon cho biết quyết định rời nhà xanh được dùng làm phủ tổng thống của Hàn Quốc từ năm 1948 đến nay vì đây là biểu tượng của quyền lực phong kiến và quá xa cách với người dân. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới nghiêng của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 4, Nhà Trắng thông báo thêm nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng công và tư nhân lớn tại Nga, cùng với một số cá nhân tại nước này nhằm gia tăng áp lực về kinh tế với Moscow liên quan đến chiến sự đặc biệt tại Ukraina. Theo đó, Mỹ áp các biện pháp phong tỏa toàn diện đối với các tổ chức tài chính công và tư nhân lớn nhất của Nga, bao gồm Sberbank và Alphabank, đồng thời tuyên bố cấm mọi khoản đầu tư mới của Mỹ vào Nga, các biện pháp trừng phạt mới cũng nhằm vào các cá nhân, bao gồm con gái, vợ cũ của tổng thống Putin, cũng như người thân của thủ tướng Mishustin, ngoại trưởng Lavrov, cựu tổng thống và thủ tướng Medvedev. Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số công ty nhà nước lớn của Nga trong ngày 7 tháng 4, nhằm cản trở năng lực trao đổi thương mại và chuyển tiền qua hệ thống tài chính toàn cầu. Vào ngày 6 tháng 4, EMA, cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu EU, cũng đã cấp phép tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ tư cho người từ 80 tuổi trở lên. EMA cũng đã đưa ra quyết định trên sau khi cơ quan này và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đánh giá các dữ liệu về nguy cơ nặng cao hơn ở nhóm tuổi này và mức độ bảo vệ có được nhờ tiêm mũi 4. Tuy nhiên, quả hai cơ quan cũng đã nhất trí vẫn còn quá sớm để xem xét việc sử dụng mũi vaccine thứ tư cho toàn bộ người dân. Cụ thể hiện chưa có bằng chứng rõ ràng về tình trạng miễn dịch giảm dần theo thời gian ở người có độ tuổi từ 60 đến 79 tuổi có hệ miễn dịch bình thường, thế nên chưa thể kết luận về việc tiêm mũi thứ tư cho nhóm này. Vâng thưa quý vị, Ukraine được coi là giỏ bánh mì ở châu Âu. Vụ gieo hạt mùa xuân chỉ mới bắt đầu trên khắp khu vực miền Tây ở Ukraine, tuy nhiên cuộc chiến tại đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thời điểm gieo hạt cho vụ xuân chỉ mới bắt đầu ở miền Tây Ukraine, nhưng chiến sự vẫn đang tiếp diễn và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Và vì thế hy vọng cho một vụ mùa mới lại càng ảm đạm hơn đối với những nhà nông như anh Taras Manzius. Anh Taras Manzius hiện sở hữu một trang trại gia đình ở gần Lviv. Hiện anh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, và giá các mặt hàng này đã tăng cao. Giá phân bón đã tăng mạnh, chi phí cho các biện pháp bảo vệ mùa màng tăng hơn 100%. Những mặt hàng này chủ yếu được gắn với đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, dầu diesel cũng tăng khoảng 60% và nó đang ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của chúng tôi. Trang trại của anh Mazius trồng các loại lúa mì, đậu nành và các loại cây trồng khác. Nếu tình hình căng thẳng hơn nữa trong những tuần tới, anh có thể phải đưa ra những quyết định khó khăn hơn. Tất nhiên là tình hình ở đất nước chúng tôi không cho phép làm việc đàng hoàng để trồng lúa mì, nuôi sống đồng bào, nuôi sống châu Âu và cung cấp cho toàn thế giới. Đây đâu chỉ là cuộc chiến hay vấn đề của riêng Ukraine. Theo dữ liệu của Hội đồng Ngũ Cốc Quốc tế, năm ngoái Ukraine là quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ tư trên thế giới từ trước khi xung đột bùng nổ ở Ukraine, thì giá thực phẩm trên khắp thế giới đã tăng suốt nhiều tháng do trục trặc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuần trước, Liên Hợp Quốc cho biết giá lương thực thế giới đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 2 và đã tăng 24% chỉ trong một năm. Thưa quý vị, vào thời điểm này thì hoa anh đào đang nở rộ tại Nhật Bản. Đặc biệt là tại thủ đô Tokyo, hàng nghìn người dân đã đổ ra đường để ngắm hoa khi mà các quy định hạn chế về dịch Covid-19 đối với Tokyo và 17 tỉnh khác cũng đã được dỡ bỏ vào tuần trước. Lúc này thời tiết tại Nhật Bản đang ấm lên, cũng là lúc những bông hoa anh đào bắt đầu nở rộ trên khắp các vùng miền. Tại công viên Sumida ở Tokyo, nhiều người dân cũng tụ tập cùng bạn bè để tận hưởng khoảng thời gian này. Đừng ngắm nhìn hoa anh đào nở rộ thật tuyệt vời, thời tiết rất đẹp, thật hoàn hảo. Tôi rất mãn nguyện với khung cảnh này. Hoa anh đào hay còn được gọi là Sakura được trông phổ biến tại Nhật Bản, đa phần là những cây đã lâu năm, gốc to, có tán cảnh rộng, mật độ hoa dày và phủ kín một không gian lớn. Đây chính là yếu tố tạo nên vẻ đẹp và sức cuốn hút của loài hoa này. Tôi trở lại đây lần đầu sau khá lâu rồi, tôi thấy đông người hơn trước nhiều nên tôi nghĩ có lẽ mọi người đang hy vọng dịch COVID-19 sẽ dần được kiểm soát. Hoa anh đào nở đúng vào khoảng thời gian Nhật Bản khai giảng năm học mới và lễ chia tay của sinh viên ra trường để vào làm tại các công ty, thời điểm đan xen giữa cảm xúc chia ly và gặp gỡ vẻ đẹp và sức sống của hoa anh đào sẽ là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vượt qua được những ngày tháng khó khăn. Phía trước vẫn sẽ là một mùa xuân với những niềm hy vọng mới. Đó có lẽ cũng chính là thông điệp của bài hát Sakura cùng tên với loài hoa này, một ca khúc rất quen thuộc với người dân Nhật Bản và không khó để bắt gặp giai điệu này đâu đó trên khắp nước Nhật vào mùa hoa anh đào.